đời người anh yêu, yêu rất nhiều. Hứa với em đi hết cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phu thê đến hết đời, tình vẫn như xưa. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân đây chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Hỡi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Này người anh yêu, yêu rất nhiều. Hứa với em đi hết cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phu thê đến hết đời, tình vẫn như xưa. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Ơi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Ơi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Người đấy mới là thời gian gần đây thì Hải đang sử dụng cái bụng ốc tăng cân. Hiện tại là số cân của Hải hiện tại đã chạm mốc là 60 kg, và mặt thằng bữa nay là bé béo có lọng này. Nhưng mà người đấy biết là ngày xưa thì mọi người biết là Hải rất là gầy, còn tầm 50-51 kg thôi, với cái số chiều cao là 1m65-66 thì vậy là quá gầy. Đấy, thì sau một thời gian Hải quyết tâm, Hải tìm sản phẩm, Hải mua thì Hải đã sử dụng cái bụng ốc tăng cân này, nó giúp mình tăng cân rất hiệu quả. Và sau một thời gian sử dụng thì Hải quyết định là Hải nhập về và Hải làm nguyên bao bì thương hiệu bộ ngũ cốc dinh dưỡng cao cấp Vũ Quốc Hải, và có mặt mình đây. Và sản phẩm này là không hề tràn lan trên thị trường, và sản phẩm của Hải rất là uy tín, Hải đã sử dụng và có hiệu quả để Hải ra bán. Và ai có quan tâm về sản phẩm bộ ngũ cốc tăng cân thì inbox trực tiếp cho Zalo hoặc fanpage Hải để dưới màn hình, Hải sẽ tư vấn cho mọi người về sản phẩm này. Đó. Còn bên trái này Hải là một sản phẩm tên là bộ yếm mạnh trị mụn trắng da. Hải đã kinh doanh gần 2 năm nay, hơn 2 năm nay rồi. Thì sản phẩm này sẽ giúp mình là trắng da, trị mụn, trị thâm và làm sáng da hơn.
thì như mọi người biết là ngày trước thì Hải da mặt của Hải rất là nhiều mụn. Sau một thời gian sử dụng bột đế mặt thì Hải da mặt Hải đã cải thiện hơn, nó là trắng sáng mịn màng, và nhờ có làn da trắng sáng mịn màng thì mình mới tự tin hơn ra ngoài giao tiếp, mở rộng quan hệ, gặp khách hàng. Đó, có một làn da đẹp, có một cái ngoại hình đẹp thì mình mới ra ngoài tự tin mình giao tiếp và mình kiếm tiền được. Và ai có quan tâm về combo vừa đẹp da vừa đẹp dáng này thì inbox trực tiếp cho Zalo Hải để dưới màn hình, hoặc inbox trực tiếp cho fanpage Hải sẽ tư vấn cho mọi người về combo sản phẩm bột ngũ cốc tăng cân này và bột yến mạch trắng da trị mụn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã xem video của Hải và ủng hộ Hải trong những clip vừa qua. Bye bye.